Hello, kính chào quý vị, xin chào các bạn. Ở video này, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để thêm mạng lưới Hamoli vào cái ví MetaMask. Ở đây tôi đã cài đặt cái ví MetaMask và thêm nó vào trình duyệt rồi. Bây giờ tôi sẽ truy cập địa chỉ là chainlead.org và tôi sẽ chọn Connect Wallet. Rồi, tôi đã kết nối ví với lại chainlead.org. Quý vị sẽ thấy cái ô tìm kiếm. Ở ô này, tôi sẽ nhập là Hamoli. Rồi, thì nó sẽ ra cái danh sách Hamoli Mainnet ở đây. Quý vị có thể chọn vào cái Hamoli mà nó có cái biểu tượng chữ H màu xanh. Rồi, ở đây tôi sẽ chọn là Add to MetaMask. Một cửa sổ bên cái ví MetaMask nó hiện lên. Thì quý vị sẽ thấy đây là toàn bộ cái thông số RPC của cái mạng lưới Hamoli. Quý vị có thể vào xem toàn bộ chi tiết đó. Rồi tôi sẽ chọn phê duyệt, chọn chuyển mạng. Bây giờ tôi sẽ mở ví MetaMask lên. Thì quý vị sẽ thấy Hamoli Mainnet đã được thêm vào cái ví MetaMask rồi. Và cái đồng coin của mạng lưới blockchain Hamoli ở đây là cái đồng One. Quý vị muốn giao dịch được trên các sàn DEX kết nối với lại cái ví MetaMask thì quý vị phải có cái đồng One để làm phí mạng. Và Hamoli nó có một cái điểm đặc biệt có thể quý vị chưa để ý. Trường hợp quý vị sử dụng cái ví MetaMask thì nó có một địa chỉ thôi. Và địa chỉ của nó bắt đầu bằng số 0. Trường hợp quý vị sử dụng một số cái ví multi-chain như là ví C98, ví Trust Wallet, ví Sapan Wallet thì nó có hai địa chỉ. Một địa chỉ bắt đầu bằng số 0. Và một địa chỉ nó bắt đầu bằng từ 1. Thì những cái ví multi-chain, cả hai địa chỉ này, nó đều giống nhau. Quý vị có thể chuyển coin token từ các sàn về những cái ví multi-chain. Một trong hai địa chỉ đều có thể được. Ok, đến đây tôi xin kết thúc video này. Nếu thấy video bổ ích, quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.